để dọn dẹp những thành phần thừa thãi của file cát trước khi chúng ta đưa file cát này qua file 3D Max để chúng ta cùng nhau dựng hình. Thì chúng ta có thể xóa đi những cái đường text, những cái dim và những cái layer thừa không cần thiết. Thì ở file này các bạn đang nhìn thấy đây, tôi đã xóa hết hầu như tất cả các đối tượng rồi. Còn những bước cuối cùng và quan trọng nhất thì tôi sẽ cùng các bạn làm như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đổi màu và đổi cái layer cho từng cái mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Trước tiên các bạn thao tác cùng tôi. Các bạn nhấn phím Escape trên bàn phím để chúng ta thoát và chọn đối tượng khác. Và chọn cho nó một cái layer khác. Lần lượt. Có thể màu giống nhau nhưng mà đối tượng layer khác nhau là được. Sau khi đổi layer xong thì các bạn có thể lưu file này lại và import qua phần mềm 3D Max. Nhưng mà tôi khuyên các bạn, chúng ta sẽ viết nó thành cái white block để chúng ta lấy các đối tượng chúng ta cần chọn thôi. Những thành phần khác thì nó sẽ tự loại đi. Chúng ta sẽ tránh rác rưởi cho file chúng ta. Các bạn nhấn phím W trên bàn phím. Sau đó Enter. Và chúng ta bấm vào cái tùy chọn Select Object. Kéo chọn đối tượng của chúng ta. Các bạn Enter một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý cái đơn vị ở đây. Chúng ta chọn đúng mm. Và chọn đường dẫn. Chúng ta lưu file. Ở đây tôi sẽ lưu một cái file có tên như sau. File cat import. Các bạn chú ý đuôi cat 2007 và nhấn save. Bấm OK. Thì một biểu tượng ở góc bên tay trái màn hình sẽ nhấp nháy báo được ra là chúng ta đã export đối tượng này xong. Vậy là chúng ta đã khử xong các file này rồi. Bây giờ các bạn có thể đóng cái file này lại. Tôi không lưu.